Vâng, xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc tất cả các bạn một buổi tối vui vẻ. Hôm nay mình tranh thủ làm một cái clip đây ạ. Này chúng ta hôm nay không phải là tôi bắn nữa mà tôi sẽ quan chiến và bình luận trận đấu giữa hai Baidu của server Thần Long. Một bạn là em chưa 15 và một bạn là em chưa 16 các bạn ạ. Hai thanh niên này từng một thời ganh ghị nhau rất là nhiều. Một thằng thì kêu một thằng thì nạp 10 triệu, thằng kia nạp 14 15. Thằng này nạp 15 16 thì thằng kia phải nạp 17 18 19 20. Cực kỳ hơn thua nhau các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay thì hai thằng nó đã về chung một nhà rồi. Không biết lần đầu tiên hai thằng nó đi vua nó sẽ bắn với nhau kiểu gì đây. Ai sẽ là người thông minh hơn? Chúng ta cùng xem nhá. Vâng, hai thanh niên. Ây da. Dường như là hai thanh niên này đều tun các bạn ạ. Hình như là vậy đấy, tôi cũng chưa khẳng định, để tí nữa coi sao. Theo tôi biết thì hai thanh niên này vẫn chưa biết bắn tay do mới chơi Gunny với lại cũng chưa có tập bắn tay bao giờ. Để coi bé Kiệt. Hai thằng không thằng nào chịu làm anh các bạn ạ. Một thằng 15, một thằng 14 tuổi, không thằng nào chịu làm anh. Gọi video. Gọi video nhóm coi được đó. Hai thằng buồn cười. Dỗ nào, đi đi. Rồi hai em chào thân ái bạn Kiệt nhé. Ê, có thanh niên nào lại chào ông Kiệt đây? Hai bạn này thì tính vẫn trẻ con đấy các bạn ạ, nhiều khi vẫn đấy, có được chào phát là chào lại ngay, lịch sự lắm. Chả hiểu nói cái gì đây. Thánh spam. À, ở thằng kia dai vãi, ở thằng này PSCL mà các bạn có thấy hai thanh niên nói chuyện rất buồn cười. Nó dư tiền. Đi nào. Tôi muốn xem hai thằng này nó bắn kiểu gì đây. Hai thanh niên mới chơi Gunny, cầm hai quả ác top. Thanh niên này mới chơi chơi sau thanh niên Kiệt vài bữa. Thanh niên này thì cũng mới mua ác chơi thôi ạ. Lúc mua là 50 triệu, 50 triệu lục chiến là đến bây giờ cũng cỡ 100 củ rồi. Ôi, gặp thắm rồi, nếu hai thanh niên này có chiến thắng được không? Lại thua thắm sấp mặt ra. Lại đi anh em hóng. À, chúng ta ở trong quan chiến thì chúng ta không thể xem được các bạn ấy nói chuyện trong trận đấu. Tôi thích nhất hai thanh niên này nói chuyện. Lâu lâu hơi bậy tí nhưng mà tôi cấm không cho nói bậy đâu. Hy vọng là hai bạn đấy sửa cách nói bậy và cách nói chuyện với mọi người cho nó tử tế hơn thì sẽ được rất nhiều người yêu quý. Vâng, đam luôn rồi. Vâng, rất là chuẩn. Chắc là tun luôn rồi. Biết chơi đâu mà bắn tay. Vừa mới tập chơi xong các bạn. Rồi gặp thắm này có chết không? Gặp thắm mà đam phát chết này. Xem nào. Ôi, chết luôn kìa, chết không? Ôi giờ không chết rồi, thôi khổ thân thắm của tôi. Bị bay qua đào banh xác rồi. Rồi mất bia rồi. Bay qua đào thôi. Hay làm cái gì đây lại full đam à? Làm gì đây? Tính toán gì đây? À, một pâu luôn. Pâu luôn các bạn ạ. Khoảng cách cực kỳ xa mà bạn ấy pâu luôn. Không thể bắn đam à, pâu không à? Ai à, xuyên giáp luôn. Xem được bao nhiêu máu đây. Nó hổ báo chứ. Má ơi. Hổ báo cực kỳ luôn. Ui rồi, pâu 1k9 luôn. Này có đến pâu sáng mai à? Ui, đến chết thôi. Và thắm chỉ mới level 61 thôi nhưng kỳ khỏe, ép giáp lên được chiến đã lên gần 200 triệu. Và liệu hai bạn đấy có chiến thắng nổi thắm không? Và thanh niên Kiệt này rất là bình tĩnh băng lại. Bay qua thôi, bay qua đào thôi thanh niên này. Hổ báo quá, ác thì yếu. Ác con này mới chơi chơi nhưng mấy tuần nọ mỗi tuần cũng làm 17 18 triệu. Ai à, cộng máu. Ném chay cái thì chết rồi, cộng máu chơi luôn chứ. Ai à. Ôi giời, mít luôn kìa. Vâng. Bắn tay hay tun vậy? Ôi, Kiệt bay qua là có tơn rồi. Ai à, bay trọng thương. Ôi, nhưng trọng thương P không có tơn rồi. Nghe hai bạn này thua thắm lắm này. Hai thanh niên mới chưa đủ 18 tuổi các bạn ạ. Một thanh niên là em chưa 15. Thanh niên này thì mới là em chưa 16. Ngày đầu tiên khi em chưa 15 được đổi thành thành bạn Kiệt này đổi thành em chưa 15 thì bạn sóng ngay lập tức đổi tên thành em chưa 16. Nhưng bây giờ bạn đã đổi lại tên là sóng rồi.
Hai bạn này rất là ganh đua nhau này, nhưng bây giờ đã về chung một nhà rồi. Làm gì đây? Bay qua là không có turn đâu nha cưng. Nếu mà các bạn ấy biết kết hợp thì thắng không thể thắng được. Rất tiếc các bạn ấy bắn rất là buồn cười. Làm gì đây? Tính toán rất kỹ các bạn ạ. Dường như cậu bé ấy đang nghĩ cho mình một cái chiến thuật. À, đào luôn. Ai à, full dam luôn. Rất là hổ báo. Nhìn biết là thua sắp mặt rồi các bạn, không biết tình huống. Ôi giời, chúng đừng mỗi một tiền nữa. Làm to phết này. Làm 9k một tiêu. Thôi thắm nó bay qua nó đào chết rồi. Bay qua đi em. Xử lý hai thanh niên cùi bắp này. Chơi thì gà mà suốt ngày vẫn đứng trên người khác. Phải trị cho vài lần cho chừa đấy anh em ạ. Và bản thân tôi cũng không bao giờ bênh vực những cái bạn này nói bậy các thứ. Tất cả từ lúc mới quen là tôi không biết 14 tuổi. Sau tôi quen thì mới thấy 14 tuổi, tôi cứ tưởng là đằng sau nó có một ông anh, nhưng mà chả biết anh là ai. Tôi không hỏi xin face anh để hỏi xem tiền nong rồi các thứ nó lấy ở đâu mà nó lập game các thứ, thì nó bảo anh ở nước ngoài không cho. Thế thôi tôi cũng không có để ý. Và sau khi chơi nhiều thì thấy nói chuyện có vẻ hơi bị, ơi sao thắm mày bắn thế. Chơi nhiều thấy nói chuyện có vẻ hơi bị lấc cấc, nhưng tôi có nhắc nhở nhiều nhưng mà bạn này rất là bướng. Lại pô xong rồi biết kháng này, biết ngay à, phun máu luôn rồi. Và gần đây thì dính một cái vụ phốt bị mọi người nói rất là nhiều. Tôi cũng nhắc nhở mạnh tay hơn, và nói chung là mình không dạy bảo gì được bọn nó, nhưng mà mình cũng tạo ra một số cái gì đó vui vui để cho hai đứa này nó hợp tác với nhau, nó chơi vui với nhau và không kiểu thể hiện người khác nữa. Hy vọng thời gian sẽ thay đổi hai bạn đấy. Chúng ta thì không phải là cái gì có thể dạy bảo hay là cấm đoán gì của nó. Nó thật, tiền mà nó có nó nạp, mình không thể cấm được, nó thích thì nó nạp thôi. Anh em chỉ có thể nhắc nhở và khuyên bảo nó dần dần thôi, cũng không thể trong 1-2 ngày được mọi người ạ. Nếu ai mà có ý tốt thì nghĩa là không kiểu kích tướng hai bạn này lên ấy, mà đôi khi nói thì các bạn ấy hiểu, chơi chung khuyên. Rồi có đôi khi chơi với lại mọi người chả ai nói bậy, chả ai thể hiện, cứ một mình cứ nói một kiểu thì từ bạn ấy sẽ cảm thấy, lâu lâu sẽ cảm thấy mình đang sai, hoặc là mình bị khác người ta quá, mình bạn ấy sẽ tự nói ít lại đi, và dần dần thì chắc là sợ được thôi. Mà tôi sợ nhất là những người mà cứ kích các bạn ấy lên, biết các bạn ấy trẻ con trẻ trâu, chưa biết suy nghĩ, đang tính thích thể hiện đi kích cho các bạn ấy càng trẻ trâu lên thì rất là mệt. Các bạn ấy thấy hai thanh niên này nói chuyện với nhau rất là trẻ trâu. Lúc nào cũng thể hiện ta đây. Lúc lấy các bạn không biết đây, tôi xem mà tôi nhịn không nổi luôn. Tôi đã ra một cái luật là trong hai bạn này, bạn khi mà bạn sóng thấy bạn Kiệt nói vậy thì lập tức copy cho tôi. Tôi sẽ on ngay lập tức để kích ra khỏi vui, và không muốn vào thì phải xin phép, xin lỗi các thứ. Và tương tự như thế thôi, khi mà bạn em chưa 15 nhìn thấy em chưa 16 nói vậy thì cũng copy cho tôi, và tôi ngay lập tức kích ra khỏi vui. Tất nhiên là cái vui nó không phải là cái gì to tát lắm, nhưng mà nếu mà thật sự là bậy bạ các thứ quá thì vui không chưa chấp được. Nên chúng ta cũng dạy bảo dần dần thôi mọi người ạ. Chỉ bảo dần dần. Đấy, lúc đấy tôi cũng thử rồi. Thanh niên sóng này copy dòng bạn Kiệt nói bậy. Thế tôi kích ngay tức kích ngay bạn Kiệt ra khỏi vui. Nhưng mà cũng mình cho cơ hội em mình mời lại vào vui. Nhưng mà những lần sau thì không thể như thế được. Đói vãi. Một bạn tên là Huy, bạn tên là Kiệt các bạn ạ. Em chưa 15 tên là Kiệt, và Huy em chưa 16 tên là bạn 50 này, em chưa 16 tên là Huy. Đi Kiệt, sẵn sàng đi em. Chờ lâu lại bực lại chịu nhau bây giờ. Rồi gặp lại thắm rồi. Liệu có chiến thắng được không? Nghe map đào kia 1-2 còn chả thắng được map này, kia cái sấp mặt với thắm khổ thân. Lấy tôi có bảo là hai thằng đi vua với nhau đi, nó bảo là thôi đi vua với Kiệt đen lắm. Gặp Tovana thua hoài, tôi cũng không hiểu sao team này thua được. Kiệt có thể cả trâu hơn cả thắm. Xong băng lại, băng đi. Băng thắm lại cho con kia ăn bạn nhỏ.
Hãy cứ đam bạn nhỏ xong rồi để thắm ăn bạn kia thì cầm rồng solo mệt. Vâng, tính toán rất kỹ, không biết bắn cái gì đây. Làm cái gì đây? Đấy, đúng rồi, là ăn nhỏ full đam chứ. Bó tay. Hay kỹ thuật siêu cao ta. Vâng, kỹ thuật siêu cao rồi. Rất là bá đạo. Ui. Kinh, thể hiện chưa? Trúng được mỗi một tia. 10k máu mất bao nhiêu đam? Bày thắm đam bạn này một crit là chết. Sóng này. Nhưng mà hy vọng là không crit để cho các bạn ấy solo nữa, không bị chết thì hơi buồn. Ồ, em chay rồi. Thế bạn này có cơ hội rồi. Không biết hai bạn đấy có thi triển được chiến thuật gì không. Hình như thắm bắn tay mọi người ạ. Hình như thắm bắn tay rồi. Nào, làm gì đây? Hai thanh niên này thì không biết chat chiến thuật như nào ta. Ây à, full down luôn mới sợ chứ. Pô xin giáp được 1k9, nam này được mấy k? Được, có được 3k tiêu không? Đòn chí mạng luôn. Ôi giời, 2k4. Đem đang đến sáng mai à? Vâng, dường như các bạn ấy bắn không có một chút chiến thuật gì cả. Chắc là nếu mà mốt chắc là tôi phải chỉ bảo một chút hai bạn này về cách bắn. Chứ bắn như này thì chắc là muôn đời không thắng được luôn. Rồi, ăn đam của thắm đai rồi. Không có đòn chí mạng có chết không? Ô, thắm ăn tay thật rồi, thắm ăn tay rồi, thế này thì mệt rồi. Hôm nay thắm mà chúng ta bắn hơi bị mít. Nó ra cũng chỉ có một tình huống mít thôi. Bật trọng thương vẫn quyết định trọng thương lên đam. Còn này chắc giỏi được 2k2. 1k8 mặc dù còn yếu hơn. Trọng thương con này chắc neo ở thấp. Lai đi, suốt ngày thích lai thôi. Bắn đi, lo bắn đi. Và tôi bảo mấy hai thằng nó là nếu mà sau này ngoan để mọi người được mọi người yêu quý thì ngày hầu như ngày nào tôi cũng like cho hai ác này. Không biết ngoan được bao nhiêu lâu thôi. Bay qua đi em, đứng ở đây sau góc bắn thằng dưới được. Ô, phản đam kìa. Ơi, bắn chuẩn đấy. Vâng, rất là chuẩn luôn các bạn ạ. Ui rồi, đùa, tình huống này tuyển thủ bắn không nổi luôn á. Kinh thế nhở. Ờ, thế nhiên là cầm kiến phản đam. Thắm đã phản bị phản mất 5k2 máu. Đồ thắm bắn ghê thế. Chuẩn vãi. Ai à, cộng 14k máu làm cái gì. Đam một cái chết toi rồi. Và nú sau mông anh Kiệt rồi. Em Kiệt rồi. Băng. Rồi, hay lắm. Cũng biết băng khi hồi máu ấy. Các bạn nhìn cách chơi của hai bé này có buồn cười không? Thế chả hiểu nó làm cái gì mà này chắc lại chui xuống lỗ trốn luôn này. Cho Kiệt solo này. Bây giờ Kiệt chết thì bay lên solo mới thắm. Kiệt. Anh ra phê rồi. Thanh niên kia hút máu. Thông minh phết. Được ấy. Đúng rồi, ăn đam của thắm này xem chết không. Rồi, hút máu rồi. Cho nhỏ kia một đam. Ơi, trúng luôn rồi, chúng em chưa 15 rồi. Bắn gà trúng vịt rồi. Chắc định bắn bạn kia cho chết nhưng mà không ngờ lại bắn trúng Kiệt. Bay lên đây mà Pâu. Đứng ở đây làm cái gì? Chờ đồng đội chết xong này bay ra solo à? Tính toán rất kỹ mọi người ạ. Hay không biết làm gì đây. Chắc đang tính toán thôi. À, mua được Pâu rồi. Thần tốc rồi. Vâng. Pâu rất ghê luôn. Trúng được mỗi 3-4 tia. 3 tia chứ. Rồi tay. Rồi bay sang mà Pâu đi em. Bay sang mà đào đi. Nào. À, đào luôn. Vâng, chúng được có 4 tia luôn. Liệu bạn này có băng để cho bạn kia đào trước không? À, trọng thương chơi luôn rồi. Full đam đấy, tiếc gì, sợ gì khỉ.
Đúng rồi, chơi luôn. Đúng bài đấy. Hay, có mít một tia. Làm to phết. Rồi. Thắm bây giờ khó khăn này, khó thắng này. Mà phải full đam thằng nhỏ chết đi. Đấy, đẹp. Chết ngay rồi, hơi mít một tia rồi. Thằng con này bắn khá là hay. Hơi bò vào trong mà trốn đi làm gì nữa. Lòi ra đấy chết. Không có góc, bay mà không bay được đâu. Bay bay này. Bắn đi đâu ấy ông nội. Bà nội. Gì vậy? À bắn góc xuôi. Cái này bao giờ mới trúng. Ôi giời. À vẫn lọt qua khe lên này. Vâng. Thôi kết thúc em nói thắm. Rồi chết rồi. Hay thế nhở? Thắm hôm nay bắn kinh nhở? Rồi, thanh niên kiệt xuyên giáp chắc là thắm. Chắc thắm chết rồi, xuyên giáp xem nào. Vâng, tỉnh. Ôi, đang trọng thương rồi xuống giáp, xuyên giáp đi em. Vâng, xong rồi băng, xong rồi đam này. Đừng bảo băng xong rồi đam nhá. Vẫn còn khiên đấy em ơi. Làm gì đấy? Không biết làm gì à? Đấy, trời ơi, băng xong rồi đam là mất tơn ra. À, bông xuống. Mày chạy đâu ơi ghê đấy, xuống. Vâng, thắm mới còn khiên nên đam chỉ được bao nhiêu cả. Thắm bay qua đào này, hai đào này. Hai phát một hai này. Hơi nhẹ rồi. Vâng, bay nhẹ rồi. Cái này khó mà giết rồi. Lên trên kia hai phát 1-2 là chết đấy. Như này thì không chết được rồi. 1-2 skin khiên. Ôi tôi chết rồi. À thần tốc. Khó. Lúc nãy bay đẹp đào rồi. Thần tốc là chết rồi đấy. Không biết thanh niên kiệt sẽ xử lý như thế nào đây. Làm gì đây? À băng rồi. Vâng. Bâu là chết rồi. Thắm mất tôi khiên mất cả kim kia. Ơi. Chắc ông quê làm gì đấy? Ấy. Đất này thì hai đào là chết rồi. Hay mình kiệt khá trâu. Ép phun độ giáp 166 triệu. Ô không chết, này bị đào chết ngu người bây giờ. Ấy, ấy chỗ này không đào được em ơi. Ôi. Bây giờ anh ấy quyết định xuyên giáp. Vâng, 60k máu. Vâng, không được nhìn thấy hai thằng nó chat. Hơi buồn. Ghê, khen cho phát ghê. Sướng. Thanh niên này vào cái chết xong rồi chán. Buồn ván gì. Buồn ván thắng một tưởng bảo buồn ván cái gì. Ôi trời ơi. Nên chịu rồi. Thua hai thanh niên này. Rõ ràng hai cái ác cầm hai cái ác. Rõ là trâu gặp thắm với ác phụ mà thua hoài. Thắm còn bắn tay nữa chứ. Đến cạn lời. Rồi thôi. À, thôi, mình tắt clip đây. Chúc mọi người coi clip vui vẻ nha. Clip chôn vui thôi. Hai thằng này nó nhỏ, có gì các bạn bỏ qua nhé.